Hi, chào, xin chào tất cả các bạn, mình cũng Hoa Sen đã quay trở lại đây. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp VN4. Và trước khi vào hôm mới chúng ta cùng nhau xem một bản. Hai, nồi thì là sao? Thôi, các bạn nam này đang như thế nào? Đang suy nghĩ về gì? Astonishing, là các bạn nam này đang như thế nào ta? Đúng rồi, nghĩ về gì? Cái kỳ thi ngày mai thì tôi nghĩ là gì? Tôi nghĩ rằng là ngày mai nó sẽ là gì? Rất là khó đây, đúng không các bạn? Thì hôm nay chúng ta sẽ có mẫu câu chút là tôi nghĩ rằng là thì chúng ta sẽ có mẫu câu Asta no shiken wa muzukashi to omoimasu. Hay, もう一度やってください。 Asta no shiken wa muzukashi to omoimasu. Hey, có này thì sao các bạn? Đúng rồi, thì chúng ta sẽ dịch là tôi nghĩ rằng là ngày mai kỳ thi sẽ khó, đúng không các bạn? Hay, đi discuss. Thôi, để hiểu rõ một chút to omoimasu thì chúng ta cùng nhau đi vào phần cấu trúc. Thì phần cấu trúc này thì chúng ta cộng với là suzuke cộng cho to omoimasu. Thì cách dùng của nó ý nghĩa nó là gì các bạn? Ý nghĩa của nó là gì? Tôi nghĩ rằng là, ví dụ như nãy mình có ví dụ là các bạn nam đó ha. Bạn nam nó nghĩa là gì? Tôi nghĩ rằng là kỳ thi ngày mai sẽ khó, đúng không các bạn? Asta no shiken wa muzukashi to omoimasu. Gì đấy cả. Thôi, cái cách dùng của mẫu cấu trúc này là gì các bạn? Đúng rồi ha, nó là gì? Thể hiện sự phán đoán, ý kiến chủ quan của cá nhân về một vấn đề và sự việc nào đó, đúng không các bạn? Và nội dung phán đoán, ý kiến đưa ra được xác định bởi trợ từ tốt ha. Ví dụ như này mình có câu là gì? Muzukashi to omoimasu. Hay là gì? Kantan da to omoimasu. Hay, gì đấy cả. Hay, gì đấy. Thôi, để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng nhau đi vào phần luyện tập. Hay, sau sự luyện tập chúng ta cho. Ôi, các bạn nhìn thấy bức tranh này thì các bạn nào này đang nghĩ về gì? Đang nghĩ về một món ăn ha, đúng không các bạn? Thì bạn nói cho rằng là gì? Cái cơm trưa hôm nay là gì? Tôi nghĩ rằng là cơm trưa hôm nay là cái món. Rồi, các bạn nhìn đây là cái món gì ta? Đúng rồi ha, tên tiếng Nhật nó là omurashi, là cơm chiên cuộn trứng, đúng không các bạn? Thì để cắt này thì để nếp. Rồi, thì chúng ta sẽ có một câu là kêu à, Kyono hiruko hon wa omurashi desu. Là gì? Bạn nó nghĩ là gì? Hôm cơm trưa hôm nay là tôi nghĩ rằng là sẽ là món là gì? Cơm chiên cuộn trứng, đúng không các bạn? Hay thì discuss omurashi desu thì chúng ta sẽ có một câu gì nào? Hay thì discuss này chúng ta sẽ có một câu là Kyono hiruko hon wa omurashi da to omoimasu. Omurashi là danh từ, đúng không các bạn? Thì chúng ta phải thêm trợ từ da và chúng ta cộng cho to omoimasu. Hay, một chỉ đổi tên là sai. Kyo no hiru gohan wa omurashi da to omoimasu. Ii desu ka? Hay, ii desu ne. Hay. Chi no reishu shimashou. Rồi, cũng là các bạn nam này ha. Thì các bạn nam này đang nghĩ về gì ta? Đúng rồi ha. Tadashi sensei ta đang nghĩ về cái giáo viên mới. Các bạn này đang nghĩ về cái giáo viên mới là như thế nào? Đúng rồi ha. Tôi nghĩ rằng là cái giáo viên mới này đẹp, đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có gì nào? Hey, Tadashi sensei wa kirei desu. Kirei là đến từ đuôi gì ta? Đúng rồi, đến từ đuôi na ha. Thì chúng ta phải thêm gì? Da cộng chó to omoimasu. Thì chúng ta sẽ có một câu gì nào? Hay, so desu ne. Thì chúng ta sẽ có một câu là Tadashi sensei wa kirei da to omoimasu. Hay, もう一度言ってください。Tadashi sensei wa kirei da to omoimasu. Hay, いいですか? Tôi nghĩ rằng là giáo viên mới là đẹp, đúng không các bạn? Hay, いいですか? Hay, いいですね。Rồi, 次の練習しましょう。Rồi, các bạn nam này đang suy nghĩ về vấn đề gì ta? A, B, C, D, E, F là tiếng gì ta? Đúng rồi ha, Ego ですね。Ego の勉強は như thế nào? Ego の勉強は面白いです。Thì sao bạn này đang gì? Đúng rồi, đang tham khảo để học gì ta? Để học tiếng Anh của các bạn thì bạn này đang nghĩ là đang phán đoán suy đoán của ý kiến cá nhân của bạn đó là gì? Là cái việc học tiếng Anh thì nó sẽ sao? Thú vị, đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có một câu là omoshiroi. Thì chúng ta vẫn giữ nguyên cái từ đưa y omoshiroi to omoimasu. Thì chúng ta sẽ có một câu gì nào? So desu. Chúng ta sẽ có một câu là Ego no benkyo wa omoshiroi to omoimasu. Hay, もう一度やってください。Ego no benkyo wa omoshiroi to omoimasu. Hay, いいですか? Có thể nhìn như thế này các bạn. Tôi nghĩ cái việc học tiếng Anh thì sao? Tôi nghĩ là cái việc học tiếng Anh thú vị, đúng không các bạn? Hay, いいですね? Hay. Hey, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và để củng cố cái mẫu cấu trúc này thì mình đã để cái link bài tập ở phía dưới. Và các bạn hãy nhớ làm bài tập. Nếu bạn nào đạt 100 điểm thì bạn đó sẽ được một điểm tích lũy. Và nếu
bất kỳ thắc mắc gì, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của Nhiệm Nữ Hoa Sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Matakoro Nigai Shimasu.